sao tôi sống à, đây làm sao tôi thấy à, ai cơn ác mộng mà hôm mà nay trời ơi mãi mãi kéo dài, phải làm gì xóa nỗi đắng cay hận thù này tôi chứ không phải. Sông gặp nó, chính nó, thằng Lam nó đã hại tôi, nó đã hại tôi. Chị mệt hả? Anh Tài, hồi nãy em đưa ông Lịch đi, em thấy em nghi nghi nên quay lại đây nè. Chị lên xe đi, chị muốn đi đâu em đưa chị đi. Anh Tài, anh đưa tôi lại công an ngay. Chị Nhãn, bộ có chuyện sao chị? Anh đưa tôi đi ngay. Chị Nhãn kìa, thằng cô. Cô giáo, tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Anh Gôn, anh muốn gì? Tôi xin cô đừng làm lớn chuyện này, cô đừng đi thưa kiện. Đó là việc riêng của tôi. Tôi đừng, cô đừng lên xe. Ê, mày có quyền gì mà không cho cô giáo lên xe hả? Mất lịch sự. Tao chưa nói chuyện đến mày, tại sao mày lại lên tiếng mày? Tao chạy taxi, cổ là khách, tại sao chưa lên tiếng hả? Bây giờ mày muốn gì hả? Muốn gì? À, muốn gì? Đánh gì mặt mày? Tài! Mày đánh lẽ hại Tài! Đừng có đánh lộn nữa. Được rồi, anh Vương, muốn nói gì với tôi thì xin nói rõ hơn. Mất dạy, đánh không cho hay trước ha. Cô giáo, tôi gian cô, tôi xin cô, tôi yêu cầu cô bỏ qua vụ đó, cô đừng thưa kiện. Đó là chuyện của tôi. Anh không được xen vào. Tôi biết anh có dính líu vào vụ này. Một việc quá nhẫn tâm dã man như súc vật đã hủy hoại cuộc đời con gái như tôi. Quả chuyện ấy rất ghê, chứ tôi cũng khiếp sợ. Nhưng đã lỡ xảy ra, tôi tìm cô để tâm sự, muốn khuyên cô vài lời tốt đẹp cho cô. Nói đi. Nếu cô kiện thưa thì trước tiên cô là người bị hại, vì cô là một nữ giáo viên nhiều danh dự, lại được học trò và phụ huynh quý mến. Nếu đổ bể vụ này, hậu quả sẽ ra sao? Lại thêm anh Du đang kẹt chưa về, anh sẽ nghĩ thế nào về người vợ như cô? Anh nín đi. Tôi nhục nhã lắm rồi, chắc phải nuốt hận trong đời cho quý giữ nó dương quay. Cô giáo, tôi xin nói với cô câu cuối cùng là tôi ngăn cản cô là vì tôi quý cô, tôi mến cô, chứ không phải vì thằng Lãm. Bây giờ tùy cô định đoạt. Chào cô. Tôi chịu thua rồi. Thật lắm.
cái bức ảnh này là vật chứng đi thưa mày. Bây giờ trở thành vô dụng, tôi còn để làm gì đây? Sẽ cô Nhãn, cô Nhãn, cô Nhãn. Vô, mời này. Mời. Mời. Làm. Chuyện gì vậy? Chỗ anh em. Không phải bữa nay tao sai mà tao nói. Mày muốn nói gì nói đại đi mày, rầu trước đón sau rồi. Tao muốn nói với mày là tao khuyên mày nên chấm dứt những cái thứ trò chơi nguy hiểm của mày. Thật chó. Tại sao? Mày chơi với tao lâu mày không hiểu ý tao gì hết trơn á. Tao không hiểu thì tao nói tại sao mày chửi tao chó. Nè, càng nguy hiểm thì càng thích thú, càng nguy hiểm càng chứng tỏ tài năng. Thôi đừng nói nữa con thỏ đế. Nè, vô với tao mày 100% nghe chưa? Vô, vô. Đành vậy nhưng mà tao khuyên mày là... Không có khuyên gì tao uống nè, không sai không về nghe mày. Rồi, vô, vô, vô. Khoan. Ô kìa, Nhãn. Nhãn, sao cô lại đến chỗ này? Tôi muốn nói chuyện với anh. Được. Mời cô Nhãn ngồi. Cô Nhãn ngồi. Không, tôi mời anh ra ngoài để tôi nói chuyện riêng. Được. Nhưng còn bạn của tôi? Anh ấy ở đây chờ anh. Mời anh. Mời cô. Rồi đó. Bây giờ cô muốn hỏi gì tôi thì hỏi đi. Tôi muốn hỏi tại sao, tại sao mày hại đời tao thằng giả thú. Nhãn. Không nổi đâu. Thằng súc sanh, thằng súc sanh, tao giết mày. Cô Nhãn, cô Nhãn, làm mày đi đi. Đi lẹ. Buông ra, buông tao ra. Để tao tiến mạng như nó. Làm. Cô Nhãn, cô đừng làm như vậy, cô đừng làm như vậy. Trời ơi, tại sao tôi không giết được nó? Trời ơi. Tôi thấy những mảnh danh thiếp và ảnh của thằng Lãm mà tôi mới dán ghép lại đây là chứng cớ đó. Đúng rồi, có thể do thằng Lãm âm mưu và là thủ phạm hại chị Nhạn. Nhưng mà chị Nhạn không tố cáo, làm sao bây giờ? Phải con Nhạn nó về, mình tính lại với nó coi. Khuya quá rồi, mà sao chị chưa về? Con lo trong bụng quá bác Năm à. Bác à, con đã nói hết lời mà chị không chịu về. Chị bảo con về trước đi, chị tối chị mới về. Không biết chị đi đâu nữa. Thôi, các cháu yên tâm đi. Khuya quá rồi. Thằng Tài, con Ba, về nghỉ đi, sáng còn đi làm nữa. Một lát nữa là con Nhãn nó về chứ, có gì đâu mà chờ. Dạ, thôi bác Năm cũng đi nghỉ đi. Bác còn coi nồi chè đặng sáng có mà bán chứ. Thôi, đi về cho cô Hường nghỉ. Đi Tài. Dạ, xin phép bác Năm. Hường à. Dạ. Con đi nghỉ đi con. Dạ. Thank you.
về đó hả? Trời ơi, con có sao không Nhạn? Con Hường với má nè, con Ba với thằng Tài nữa, chờ con mãi tới khuya tụi nó mới về ngủ đó. Má thức canh ngồi chè để má đợi con luôn. Nhạn, con đi đâu mà khuya quá con mới về vậy con? Thôi kìa, tại sao mặt mày, tóc tai, quần áo của con bèo nhèo hết vậy Nhạn? Nhạn ơi, con nín, nín. Nghe má hỏi, tại sao bỗng nhiên mà con lại khóc ồ lên vậy? Có gì, cái gì xảy ra không Nhạn? Con xót xa trong lòng, nhìn má con thêm sầu. Ngày nào mẹ với con rao cháo mà ấm êm, nay khiến xuôi cho con nó nghe u buồn, làm cho tim má thêm còn đau. Vì con thương má bao dài dầu, mà thầm mong vẫn chưa đền xong. Nhạn ơi, má, má đã 20 năm mà vì con mà thức khuya dậy sớm, đến hôm nay mà lại phải chờ con cho mòn mỏi tâm thân già. Tràn đầy như biển như sông, trường kiếp này cũng không đền đáp nổi thâm ân, là điều đau khổ cho đứa con bất hiếu. Má thương con như cành cây thương lá, sợ gió giông làm lá rụng. Cành cây lá rụng mà không hiểu vậy con? Dạ, dạ không có gì đâu má. Má vô buồn ngủ đi nha. Má, má đi ngủ đi. Nhạn, má đã quen tức khuya về sao? Chỉ lo cho con cần sức khỏe, để sáng mai còn phải đến nhà thương. Dạ con cũng đã quên giờ giấc của con theo công việc bình thường. Nhạn à, mà nhìn thấy sắc diện của con biến đổi, con đi cấp cứu ở nhà thương nào mà sao con không nói cho má nghe? Để rồi bữa nay con lại về khuya, ôi ơi, khiến cho má càng sợ lo đủ chuyện. Thôi đã về rồi, má cũng nhẹ nhàng trong bụng, hết nỗi lo cho con gặp nàng ở ngoài. Má, bây giờ con, con không có gì hết rồi, vậy má nằm xuống má ngủ đi nha. Nhạn, con bình yên về má mừng quá.
Con cũng đi nghỉ luôn đi nghe nhà. Dạ. Go. Trời, mày làm cái gì như là mất hồn vậy mày? Sao không ăn gì trơn vậy? Ăn này ăn mà ăn không được mày ơi. Tại sao không được? Trời ơi, Lãm ơi. Chuyện gì vậy? Con Nhạn nó tự tử chết rồi. Mày đưa tao coi. Nè. Có ảnh. Đúng. Có giấy tờ. Phải. Rồi. Chắc nó thật rồi. Ôi, trời ơi, Lãm ơi, vậy là nó chết bất đắc kỳ tử. Mà cái con người ta mà đang sống vậy đó hang, mà chết bất đắc kỳ tử, chắc là nó linh lắm. Mày liễu hồn đó Lãm ơi. Thật bất ngờ. Cái gì mà bất ngờ vậy Lãm? Dạ, má đi đâu sớm vậy má? Đi mua một ít đồ dùng. Thấy tụi con nên má ghé lại đây. Má ơi, má ngồi ăn điểm tâm với con nha má. Dạ, mời bác gái ngồi. Thôi khỏi, bác không có ăn sáng. À, con à, má dạ. Hỏi con có hay tin cô giáo Nhạn tự tử chưa? Dạ có mà. Dạ, tờ báo này đăng tin có vớt một cái xác bị thúi rửa không nhận diện được. Nhưng mà có hình ảnh, có giấy tờ trôi bên cạnh. Đúng là Nhạn thật rồi má ơi. Mà theo con có đúng là Nhạn thật không? Dạ thưa với bác, dạ con chắc đúng là cô Nhạn. Nếu đúng thì tụi con có biết lý do gì khiến cho cô ấy tự tử không? Không, con không biết. Đúng rồi, con không biết. Dạ, con cũng không biết luôn. Lãm à, có lời sầm xì đàm tiếu rằng cô ấy mấy bữa trước có ấu đả với con ngoài phố, và họ cho rằng cô Nhạn vì bị làm nhục mà chết, phải không con? Không, không phải như vậy. Con không biết. Con không biết. Thưa bà con và các em, chị Nhạn đã ra đi đột ngột, không ai hiểu lý do. Cũng như tờ báo đã đưa tin, xác chết bị thối rữa không nhận diện được. Mai nhờ hình ảnh và giấy tờ trôi cảnh sát, nên gia đình đến xin nhận xác về quả táng.
tôi xin thay mặt bà Năm cảm ơn bà con và các em đã đến chia buồn cùng ta quyến. Lịch, chị Lịch, chị Năm, chị ơi, con gái đã bỏ tôi mà vĩnh viễn đi xa, không trở về với bà mẹ khổ đau. Mới ba hôm trước nó về nhà ngay giữa đêm thâu với sắc diện xa xơ, nói với tôi những lời kỳ lạ khiến cho tôi chột dạ nghi ngờ không về có ngày này. Tôi cũng bị bất ngờ khi hay được thông tin quốc hận gì mà lại quyên sinh. Chắc chị nhạn con chịu lắm nỗi bất bình, tuyệt vọng nên phải liều mình. Chị Năm dặn bớt cơn phiền muộn mà lo bề hậu tang. Cảm ơn, xin cảm ơn chị Lịch đã đến chia buồn với tôi. Chị Năm, anh Du, anh mới về hả? Dạ. Mà anh được về luôn chưa vậy anh? Chắc thả luôn rồi đó cô. Nhưng mà sao anh được thả vậy? Không biết làm sao nữa. Thình lình họ gọi tên, trả đồ đạc cá nhân rồi cho anh về. Có lẽ họ thấy không có tội và cũng chẳng biết gì mà khai báo. Ôi, chuyện qua rồi. Mà anh Du nè, anh có thể cho rằng ai hại anh hoặc làm liên lụy anh không? Chắc tại anh xui thôi. Nhưng qua rồi còn nhắc làm chi cho nó phiền cô. Thôi, tôi xin phép nha. Anh Du, anh tính đi đâu vậy? À, bộ anh tính đi về nhà hả? À, cô Hương à, tôi có cái này nè. Cái gì vậy anh? Đây, thời gian ở trọng á, tôi học đang may tre. Cô đang thử cái sách may nè, cô coi có đẹp hay là không? Ồ, trời ơi, đẹp quá. À, mà anh đang cho chị Nhạn đó hả? À, cho Nhạn đựng đồ cần dùng đi dạy học. Bây giờ tôi lại trường đón Nhạn về luôn nè. Khoan, anh Du à. À, có gì nữa vậy cô Hương? Em muốn nói. Cô muốn nói cái gì? Có kìa, sao cô ngập ngừng vậy? Anh Du, chị Nhạn. Nhạn sao? Chị Nhạn không có đặt trường học. Ủa sao vậy? Tại sao Nhạn thôi dạy? Hay bị cách chức à? Không không, không phải như vậy. Mà chị Nhạn không còn nữa. Cô nói cái gì? Hả? Anh Du, chị Nhạn đã tự tử chết rồi. Trời trời ơi, tại sao vậy? Không, không thể nào, không thể nào đâu, không thể nào đâu, không thể nào. Anh Du ơi, nhưng đây là một sự thật buồn đau đã xảy ra rồi, cơn mong tưởng
sao duyên phận không tròn nửa chừng ly đoạn. Nhạn ơi, duyên chẳng tròn, duyên nợ chưa thành nợ, mà em đã vội bỏ ra đi mãi mãi không về. Anh như bị ném vào khoảng trống của một cơn ác mộng nặng nề, bao hy vọng đoàn viên không còn nữa. Trời ơi, em đâu ngờ chưa hiệp đã lìa tan. Em nhạn ơi, tại sao buổi lễ đến hôm lại thành ngày vĩnh biệt, chi duyên sẽ nở. Rồi anh sống sao đây qua những ngày đau khổ, nhớ nhớ thương thương người vợ đã ly trần. Không biết phải nói lời gì để an ủi được anh. Không, nàng không bao giờ chết được. Và nàng đang chờ tôi mỗi ngày hai buổi lúc tan trường. Nàng ơi, nàng ơi, anh vừa mới thoát qua tai nạn, vội trở về tìm gặp em đây. Tặng cho em cái sách bằng máy để em đựng đồ dùng đi dạy học. Em hứa với anh đào tạo tương lai tươi đẹp, cũng như anh sửa xe máy cho đời sử dụng tốt hơn. Hai ta mơ công nhiều lắm, chẳng lẽ mong lành tan giờ sao? Cổng trường còn đó tường cao, sao cô giáo nhạn đi đâu không về? Em nhạn ơi, em nhạn ơi, em nhạn. Cháu vô thắp hương đi, rồi em bao hộp cơm nè. Chị nhãn chứ không toàn thi thể, khiến cho dì năm qua đau lòng vì ám ảnh thế. Nên dì đã về quê để cô quên đi tang tóc của gia đình. Một tang tóc xảy ra trong bao nỗi buồn thương khổ hận. Tại sao chị nhạn lại đi tìm cái chết, có ẩn tình gì không thể nói ra, để một mình ấp ủ mối ưu tư càng đè nặng tâm hồn càng đau khổ. Rồi một ý nghĩ tối tăm của con người thất chi đã di quan một cô gái hiền lành. Cô Hường, cái chết bất ngờ của Nhã chắc chắn có nguyên nhân mờ ám. Đúng vậy. Anh Du à, anh hãy an tâm đi. Em và dì Út sẽ kết hợp với anh Tài để giúp anh tìm ra manh mối vụ này. Ôi kìa, anh Du. Anh Tài. Anh Du. Anh Tài. Anh Du. Em tới mừng anh và sẽ cùng với cô Hường, dì Út giúp anh vạch mặt kẻ ác gian. Mồi mồi hết rồi, hết mồi rồi. Hết mồi hả? À. Ăn nữa nha mấy em, mỗi người một chục, uống năm lon nữa. Ăn hết vô lệnh lãm rồi. Thôi đi về chơi karaoke đi lãm rồi. Không à, karaoke gì ngồi đây chơi đi à. Thôi được rồi. Lãm rồi, phải không? Thôi là tao nói mày nghe nè, đang ba muốn là trời muốn. Phải
nào. Về thì về, đi nghe mấy em. Mấy em biết không, cuộc đời của anh chỉ có hai thứ: ăn và chơi. Hết chơi là đi ăn đó. Ăn đã rồi chơi tiếp. Ta ăn chơi không vậy á? Cái cuộc nào cũng có mặt hai em này hộ tống, chứ thằng bạn chí cốt của tao nữa nè. Nhưng mà tao cũng cảnh cáo mày. Ê, sao cảnh cáo mày? Tham thực cực thân, ăn chơi mà quá lố là chết bất đắc kỳ tử, mày biết không? Chết bất đắc kỳ tử là cái chết ngu như con nhạn á. Còn tao hả, nếu mà có chết cũng làm con ma no bụng mày. Thôi mày, thôi mày, đừng đụng chạm đến người khuất mặt khuất mày. Mày sợ hả? Ê mày coi chừng á, cái con nhạn à, nó thành ma, nó về nó bẻ cổ, nó dặn họng mày, mày biết không? Bẻ họng mày á? Tao nói cho mày biết, mày đi kiếm nó, mày thương lượng trước đi. Để thôi chút xíu nữa đó, cái vong hồn của nó xúi dục mày về đến ngang chỗ cầu Bình Triệu đó là mày sẽ là gặp nó, mày biết không? À, gặp rồi sao? Mày gặp nó thì nó bắt hồn mày, nó bắt mày nhảy xuống sông, mày tự giận mày chết theo nó. Nói bậy, nói xàm. Tao giả mày không còn cái răng đi à. Mày làm như tao sợ ma lắm mà đem con nhạn ra hù tao. Tao không có sợ đâu. Ê, nè Lãm. Nhì. Tao nói cho mày biết nha, mày đừng quên là hồi còn sống con nhạn nó dám quậy mày ở nhà hàng, thấy không? Thì chết rồi nó sẽ quậy mày ở nhà xác. Dị đoan quan đường. Thôi lại xe đi về đi mấy em. Ê khoan, cái gì vậy? Cái gì tự nhiên mày làm quan trọng vậy? Du mày về hồi nào vậy Du? Ê mong xưa mày. Sao mày khỏe chứ? Khỏe Du. Tao tìm gặp mày để hỏi tại sao nhạn tự tử. Ủa là giờ mày tự tử tại sao đi hỏi tao? Mà tao nghi rồi, tao nghi rồi, lâu ngày gặp lại chắc mày bị thần kinh quá. Đúng rồi, đúng rồi. Gogo ơi, thằng bạn của tao nó bị biến thái rồi mày ơi. Còn IC nó bị yếu điện á. Lắm đây không phải là lúc để mày bày kiêu ngạo, mà mày phải nghiêm chỉnh trả lời những điều muốn biết của anh Du. Ê, trả mày, lời đi. Mày đã biết hả mày? Mày điếc rồi phải không? Tao trả lời rồi mày không nghe mày. Vợ nó tự tử không liên can tới tao. Anh Lãm, chính anh, chính anh và Agogo đã âm mưu đầu độc chị Nhãn tại quán cốc và đã đưa đi hãm hại đời của chị. Chính chị đi tố cáo tụi mày thì bị thằng Agogo tay sai mày ngăn cản đó, mày biết không? Tao mày đã dồn Nhãn vào hoàn cảnh bế tắc, dẫn đến cái chết ức quan. Thủ phạm là mày. Ê, tao nói tụi bay biết nghe không có vu khống nghe chưa? Nạn nhân chết rồi, tụi bay không có quyền vì thù ghét cá nhân vẽ rồng vẽ rắn vu cáo tao một cách vô bằng cớ, phải không? Tao thưa tụi bay lợi về á. Đây, những mảnh ghép danh thiếp và ảnh của mày dán trên tờ giấy và vật chứng nói rõ rằng mày là thủ phạm hại chết vợ của tao. Nói bậy. Nói bậy. Không có luật pháp nào dựa vào vật chứng mơ hồ ngụy tạo này để kết tạo tội tao được đâu. Đi về mày. Đi về. Luật pháp không kết tội được thì tao giải quyết giùm cho chị Nhãn. Cái gì đủ đánh lộn mày không? Ê chơi là chơi à, mày không có sợ mày đâu mày. Tao không sợ mày, chớ mày. Ui dừng tao lại. Không có cản. Đừng có đánh nữa. Tại sao anh không trả thù? Tại sao anh tha cho nó chứ? Vấn đề là cho sáng tỏ mà thôi. Mà đã sáng tỏ đâu? Nếu tất cả những lời đề quyết của tụi bay là sự thật thì bay cũng chẳng làm gì được tao đâu. Tao thích tụi bay đó. Nè mày đừng phách lối. Mày đừng phách lối, tao sẽ đánh đi. Đừng đừng đánh tao. Tụi bay làm hùng làm hổ tao phải không? Tụi bay kéo bè đến đây kiếm chuyện hành hung tao phải không? Nè, tao cho tụi mày biết, muốn đối chọi với tao hả? Đừng có trách nữa không. Làm đi về. Làm. Mày kêu gì nữa mày? Tao với mày là bạn từ thuở nhỏ, tất cả những chuyện xảy ra đau khổ cho tao đều ngoài ý muốn của tao, kể cả chuyện bữa nay. Tao chỉ hy vọng rằng mày suy nghĩ về câu chuyện bi đát này, rút kinh nghiệm, đừng gây đau khổ cho người khác và cho gia đình mày, nhất là bác gái. Trời ơi, cảm ơn à. Cảm ơn ông thầy giáo lo lắng cho gia đình của tôi à. Không có ông thầy giáo dám gia đình tôi chết hết lắm à. Thôi lên xe về, nói chuyện tụi này mệt quá. Ê, biết
Bữa nay tao tha cho mày đó. Hẹn mày lần khác nè mày. Đi. Hẹn lần khác ha. Ê. Sao kỳ vậy mày? Sao mà làm như xẹp vỏ rồi phải không A Gugu? Rồi. Chết mẹ rồi, xẹp hết bốn cái vỏ rồi mày. Chết mẹ rồi, bây giờ làm sao đây? Rồi, cái này là thằng Tài chứ không ai vô đây hết trơn á. Nó chơi nó xì vỏ mình à. Nè, tụi bây giờ nó chơi nghe, tối hãy về nghe, bye bye. Ê Tài, mày ngồi mở lại đi. Tao đánh cho cái mặt ba má mày nhìn không ra luôn á. Anh Du à, dì Út biểu em đem cho anh ca trà đá nè. Cảm ơn cô Hương. Thôi anh ngồi nghỉ một lát đi. Hôm qua tới nay em thấy anh làm không có nghỉ đó. Bị hẹn giao gấp cho người ta. Anh Du à, em muốn hỏi anh vậy chứ, vụ thằng Lãm vậy rồi thôi đó hả? Vậy chứ không thôi thì làm cái gì bây giờ? Nhưng mà em thấy ức lắm. Và ai cũng thấy ức giùm cho chị Nhàn và anh hết đó. Bộ anh không buồn không ức sao? Vậy thì tại sao anh không tính cách trả thù cho đáng? Tại sao anh lại hiền quá vậy? Vấn đề không phải là hiền hay dữ, mà nên trả thù hay không kìa. Theo ý tôi là... Thôi đi. Đúng anh là một con người tốt, tốt một cách lạ lùng á. Dạ thưa chị, em muốn gặp anh thợ máy Quỳnh Du. Anh đang rửa xe đằng kia kìa. Mà có việc gì không cô? Dạ, xe của ba em bị hư bất tử dọc đường, muốn nhờ anh thợ máy ra sửa xe giùm ba em. À vậy hả, cô chờ chút nha. Anh Du à, anh Du ơi, có xe cần sửa gấp nè anh. À, chào em. Sao, xe hư gì vậy? Dạ, xe ba em đang chạy, tự nhiên nó tắt máy à. Để hoài không nổ, anh làm mơ ra coi giúp giùm em đi. Nằm ở chỗ nào vậy em? Ngay góc ngã tư công viên á, gần đây nè, quẹo phải, thấy xe màu trắng là xe em đó. Được rồi, em ra ngoài đó trước đi, tôi lấy đồ tôi ra sau ha. Dạ, cảm ơn anh. Em à, xe đậu chỗ nào vậy em? Chỗ này nè. Kìa, tại sao lại đánh tôi như vậy? Nhớ mà chết nè. Kìa, bớt người ta vô đã lấy người. Ăn cướp, ăn cướp rồi, bớt người ta ăn cướp giật đồ. Trời ơi, nó lấy đồ và xe đạp chạy rồi, được theo. Anh Du ơi, cháu có sao không Du? Dì ơi, để con đưa anh đi bệnh viện. Xui đâu, mà em biết trước là anh gặp nạn đó. Vụ cô gái kêu sửa xe phải không cô? Phải. Đây là kế điều hổ ly sơn của thằng Lãm để trả thù anh đó. Thôi, cũng kể như xui đi, bỏ hết cho rồi, cho tinh thần nó khỏe. Thiệt à, em phục anh sát đất luôn á. Cái chuyện gì anh cũng có thể bỏ qua được hết à. Xin lỗi cô Hường, vì tôi quá yêu Nhạn, muốn tâm hồn luôn thảnh thơi để mơ về Nhạn. Quân là đem vào lòng những điều tức giận nặng nề, vì ôm hận. Để cho lòng không gì vương bận. Chuyện bất ngờ em cũng khổ tâm. Lòng nhẫn nhịn sao tai họa không chừa. Vui ơi em khuyên anh và
chẳng bớt cơn khổ lụy để lo tình dương. Chớ đừng quá ưu tư sầu muộn cho thêm đau thêm hận thêm buồn. Kẻ nem đai dấu tay đã đánh anh gục ngã ở dễ đường. Em đoán chắc không ai xa lạ mà do bọn đê hèn của thằng làm gây. Từ nỗi hoài nghi này nghĩ tới cái chết của chị Nhãn vừa qua, em linh cảm chị như đang còn sống. Anh hãy yên tâm mà lo dưỡng bệnh, sự thật ra sao sẽ tìm hiểu sau này. Thôi khuya rồi anh nằm nghỉ đi, em về mai em cùng với dì Út lại thăm anh. Dường như ngoài trời chuyển mưa tới đó, làm sao cô về? Không có sao đâu, em có áo mưa mà. Anh nằm nghỉ nha. À, để em tắt đèn để anh dễ ngủ nha. Em về nha. Nhạc, Nhạc ơi, tại sao em bỏ anh? Tại sao em bỏ anh vậy nhà? Nhà sửa cho anh đây nè, anh có biết không? Nhã ơi, em anh Du, em đang có mặt ở bên anh đây mà anh đâu có biết. Dù ơi em rất nhớ thương anh. Nhưng không thể nào em gặp gỡ. Em như một quan hồn trong mưa gió. Đã rời khỏi Sài Gòn và mãi mãi xa anh. Bỏ trường học thân quen với những em ngoan ngoãn hiền lành. Bóng hình tại sao em ra đi biển biệt để một mình anh hiu quạnh ở thế gian. Sống cuối biển trùng trùng trong giấc.
con người. Ai muốn vào đây phá sống? Và như dường như có tiếng khóc sụt sùi. Có phải Nhạn không? Có phải Nhạn không? Nhạn ơi, em đâu? Nhạn, em đâu rồi? Nhạn ơi, Nhạn, Nhạn. Nhạn, em Nhạn, em Nhạn. Không có Nhạn mà có Lãm đây được không? Dù giờ này mà mày trốn nhà thương ra đây chắc là đi đánh bài hay đi kiếm gái chứ gì. Tao không ngờ mày cũng lõi đời lắm đó. Hẻm nhà thương này có đủ món ăn chơi, sòng bạc, tâm hơi, đồng hút dỗ nhìn nhện nữa. Những thứ đó dành cho mày đó. Đứng lại! Tao không muốn gặp mặt của mày. Tao cũng vậy, nhưng đã gặp thì phải giải quyết. Giải quyết cái gì? Chiếc xe đạp, thùng đồ nghề và thân thể tao như vậy chưa đủ giải quyết sao? Dù bọn nó chỉ đưa mày vào nhà thương, nhưng tao, tao sẽ đưa mày vào nhà xác. Mày phải chết. Ai? Mày là ai? Tao đây. Hả? Nhãn. Ô ma. Cái gì vậy? Ma! Ma đâu? Ma! Bớ người ta ma! Ma! Ma đâu anh rể? Ghê quá! Đâu có thấy ma đâu? Ma gì? Cậu Chiêu ơi! Gì? Cậu biết không? Trời đất ơi! Nó rầm chim bao cậu ơi! Trời ơi! Ngủ trên ghế dừa vậy mà cũng thấy ma nữa! Tối hôm qua thằng Lãm gặp ma đâm chở đi cấp cứu, rồi bây giờ anh rể gặp ma nhát! Cậu Chiêu có biết không? Tôi thấy ma nó xách dao nó rượt tôi mới la đó chứ. Coi kỹ lại nha, có lũng ruột không đang đem vô nhà thương nằm chung với thằng Lãm luôn. Ừ, cậu Chiêu cứ trù mát hoài. Thiệt chứ. Trời ơi, bộ thời si quỷ lộng rồi hay sao mà nhà này Lãm phát ma quá vậy? Không lẽ tôi lên Sài Gòn chơi với ma? Cậu Chiêu có biết không? Nói mới biết. Tại tôi bị khủng hoảng tinh thần, bữa nào nhắm mắt lại tôi cũng gian dái gặp ma hết. Ủa? Khủng hoảng tinh thần sao gian dái gặp ma chứ vậy? Thì giờ gặp rồi còn ức gì nữa? Ma mà tôi dái gặp đó là ma Phan. Ma Phan? Ma Đam. Là chị hai của cậu đó. Bà bỏ tôi đi cả tháng nay rồi. Ai biểu anh rể à, thằng Lãm chọc giận chị hai làm chi chứ chỉ về dưới. Ôi ai chọc ghẹo gì bà đâu. Khi không à, sau khi bà đi đám ma con Nhạn bà về, cái bà mắng thằng Lãm, bà quậy luôn tôi. Rồi bữa sau cái bà cuốn gói bà về quê. Anh hiền quá. Thôi tôi đi. Ê, trời, bỏ anh Định đi nữa hả anh rể? Ờ, thì đi làm việc buổi chiều. Trời ơi, vậy là chết tôi rồi anh rể. Mấy bữa rày lên đây mà chưa có trình bày được cái gì cho rành rẽ đàng hoàng hết trơn á trời. Thì cậu Chiêu cũng nói sơ sơ là tôi biết rồi. Cái vụ đó là của thằng Lãm, thì để nó về nó tính với cậu cho rõ ràng hơn chứ. Hai cha con cứ đổ qua đổ lại. Sáng thì anh rể đi làm, trưa về tôi nói chuyện với ma rồi đi nữa. Tới khuya mới về ngã cái bịch rồi ngái pho pho. Rồi sáng đây cũng đi đâu mất. Cậu Chiêu thông cảm, tại tôi nhiều công việc mà. Còn cái thằng Lãm nữa, hôm tôi lên á, nó về nhà thưa cậu Chiêu một tiếng rồi lặng mất luôn, cho tới bị ma đâm rồi chở tuốt đi cấp cứu ở nhà thương. Đến nay đã một tuần lễ, tính công chuyện chưa xong. Vậy là chết tôi rồi. Hai cha con cứ lặng hụp, tôi dài cổ chờ trọng. Nè, chuyện đâu còn có đó, cậu Chiêu đừng quá nóng. Trước hay sau sớm muộn cũng hoàn thành. Trước sau sớm muộn là chừng ngày nào, anh ấy rể nói mơ hồ. Thằng Lãm về giải quyết em xuôi. Nhưng mà tới nay hết đợi được rồi, anh rể phải giải quyết việc này. Sáng mai tôi về chứ không thể đợi thêm. Thì tôi đã nói rồi, đó là chuyện của thằng Lãm chứ tôi có dính líu gì đâu mà bảo tôi giải quyết cho cậu chứ. Sao không dính líu được?
tất cả giấy tờ có công ty của anh rể. Đây là con dấu và chữ ký của anh rể nè, rõ ràng. Cậu nói giỡn hoài. Cái nè, rõ ràng giỡn gì? Cái này là hóa đơn của công ty anh nhận bán cho bà con 100 bao phân ưu đê. Cái này là hóa đơn bán cho bà con 3 cái máy bơm nước và 2 cái máy đu tôm. Tất cả đều trả bằng tiền và hẹn cuối tháng. Vừa rồi nó chở xuống giao mà không thấy rau gì hết trơn, cái đổi à. Trời đất ơi, thằng Lám nó làm ăn cái kiểu gì vậy cả? Còn cái này nó mới ác ôn nè anh rể. Gì đâu? Nó nói anh rể nhập máy móc Nhật Bổn gì đó. Lô hàng này nhiều lắm nên anh rể hụt tiền nhận nên nó cần 20 triệu. 20 triệu? Chứ sao? Nè, nên tôi đem căn nhà và miếng vườn qua quả đi thế 20 triệu cho nó mượn đó. Đó anh rể coi đi nè. Trời ơi, thấy đường đâu nữa mà coi. Anh rể sao vậy? Anh rể không được. Xỉu rồi, cái này tạt không được. Ôi dạ. Ôi dạ nóng. Trời đất. Hả sao? Trời đất ơi, đứa nào chơi tạt nước sôi vô mặt tao vậy? Đâu có, nước ấm ấm chứ đâu có sôi. Anh rể tỉnh rồi. Vậy thì giải quyết luôn cho tôi mai về sớm. Cậu cất giấy tờ lại đi, để tôi biểu thằng Lão nó về nó giải quyết. Thì sẵn đây anh rể giải quyết luôn đi, chứ tôi đâu có chờ đợi được nữa đâu. Không chờ cũng phải chờ nữa, bởi vì ba cái giấy tờ này là do thằng Lão nó làm thì phải chờ thằng Lão. Hả? Anh rể nói vậy là sao? Là thằng Lão nó mạo danh làm ẩu để nó lường gạt cậu Chiêu, chứ tôi không có trách nhiệm. Trời, chết tôi đâu. Du à, cháu nghi ngờ là con Nhạn nó còn sống hả? Theo những điều mà anh kể ra ở nhà thương và ở ngoài phố trong đêm ấy, em cũng có chút hoài nghi đó. Tôi đã đi tìm thằng Tài thì mới biết là nó đã dọn nhà đi nơi khác mà không ai biết đi đâu. Từ hôm cùng nhau đi gặp thằng Lãm ở quán em Thủ Đức cho tới nay á, thì nó đâu có tới đây lần nào nữa đâu. Sau khi không tìm gặp thằng Tài, tôi đi càng vô nhà ông Lịch để hỏi thăm về vụ thằng Lãm gặp ma. Thì sao hả anh Du? Tổng hợp các dấu hiệu thì cho rằng Nhạn chưa có chết. Hả? Nhưng mà nếu chị Nhạn chưa chết thì chị ở đâu, sao không xuất hiện? Tất cả ẩn tình này tôi cho rằng có liên quan tới sự đổi chỗ ở của thằng Tài. Nghĩa là chị Nhạn với thằng Tài à? Làm gì có chuyện đó? Không, tôi không có nghĩ tới việc gì mà quá đáng đâu. Mà thôi, bỏ chuyện đó đi, đừng nhắc nữa, đau đầu lắm. Kìa, cậu ba, cậu đi đâu vậy? Thì tao đi kiếm mày chứ đâu. Bữa nay tao về dưới xứ ghé Từ Giả mày. Công việc của cậu giải quyết xong chưa? Hồi sáng thằng Lãm nó có về. Dạ. Nó hẹn với tao là đầu tháng này nó giải quyết. Vậy thì tốt rồi. Tao thấy cái mồi không tốt. Tao hỏi ý kiến mày nghe. Nếu cha con thằng Lãm nó gạt tao, nó chơi nó được không? Tao kiện nó. Tất nhiên là được rồi. Nhưng mà người trong gia đình không thưa kiện nhau sợ không hay lắm. Không phải một mình tao kiện đâu, mà cả chục bà con ở dưới xứ mình kẹt ở trong cái vụ này lưng mày. Mình tao sao? Thì cậu về họp bà con á, kiện khi nào cần thiết, chứ cháu xen vô sợ thù oán lôi thôi. Sợ cái gì? Nè, chính thằng Lãm mới nói với tao để nó mạnh rồi đó không, nó sẽ đi kiếm mày để thanh toán đó nghe. Trời đất ơi, cháu làm gì nó mà nó thù giáo dữ vậy? Nó nói mày ném đá vô tay sai thằng Tài đâm nó. Vì nó bị đâm không phải do ma mà do thằng Tài à? Nó nói là bị đâm trước rồi gặp ma sau. Bị đâm trước rồi gặp ma sau, chẳng lẽ đó là thằng Tài và Nhãn thật sự à? Mày làm gì đứng dưới chân này Du? Dạ không có, cháu đang suy nghĩ cách để giúp ý kiến cho cậu ba đó mà. Vậy thì được. Khấn vái cho anh rể đó hả? Thì mấy tháng nay á, chị thấy gia đình mình lộn xộn phân rã, cha con ông Lịch á, thì càng bê bối, gây đủ thứ tai họa cho người ta và luôn cả cậu nữa. Bởi vậy chị gian giá ông bà phò hộ cho ổng
và thằng Lãm đổi tánh mau mau xuống đây để giải quyết mọi việc với cậu ba cho suôn sẻ. Vậy em cũng gian giái nữa. Dạ xin ông bà phù hộ chứng giám cho con là Lê Tam Chiêu, em ruột của Lê Thị Hai tức bà Lịch. Tánh tình của con xưa nay hiền như cục bột, thẳng như ống tre, không biết tiêu ớt chanh chua, không muốn chén dĩa chạm nhau nồi da sáo thịt. Cậu Chiêu à, bộ cậu thương lượng với bà con không được rồi tính kiện thưa hả? Chị Hai nghĩ coi, bà con dần em quá cỡ mà, thiếu điều bầm em ra để xào xả ớt, bởi vậy là em phải... Dạ mô Phật, xin ông bà thông cảm cho hoàn cảnh của con, đồng tiền liền khúc ruột nên con phải kiện thưa. Bộ cậu ba thưa kiện thiệt hả cậu? Vậy cho em đứng mũi chịu sào, nếu không kiện thưa thằng Lãm với anh Hai thì họ kiện thưa em sao chị? Nam mô xin ông bà thông cảm cho ba Chiêu. Cậu ba không nghĩ tới chị Hai gì ráo, thiệt là tàn nhẫn à. Trời trời trời, chị nói tức quái máu không? Cái thằng Lãm với anh rể ra đã trễ hẹn người ta nửa tháng rồi, mấy chả đòi xẻ hôn tôi đó, nhưng mà chị còn nói tàn, nói tôi tàn nhẫn nữa. Tàn nhẫn là tàn nhẫn sao?